Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh. Phúc chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mình lại chia sẻ tới các bạn một món bánh được làm từ bột năng, đó chính là món bánh su xê. Và với công thức mới này thì cái món bánh của mình sẽ có cái màu xanh trông đẹp mắt hơn. Khi ăn thì phần bánh nó sẽ béo và giòn hơn nữa. Và để làm thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video và cùng làm với Phúc nha. Và với cái món bánh này các bạn hoàn toàn có thể kinh doanh được. Và các bạn xem video thấy mình chia sẻ hữu ích thì đừng quên ủng hộ mình bằng cách đăng ký kênh. Và đây là tất cả nguyên liệu mình sử dụng cho cái món bánh su xê này. Đầu tiên mình chuẩn bị là 240g bột năng, 200ml nước cốt lá dứa, 200ml nước cốt dừa, thì nước cốt dừa ở đây mình sử dụng là nước cốt dừa lon, 100g dừa nạo sợi, 100g đậu xanh, 200g đường cát và một chút xíu muối. Thì tất cả nguyên liệu để làm bánh mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm xuống xem. Và để bắt đầu làm thì đầu tiên mình đi pha bột trước. Các bạn cho vào trong cái tô bột là 150g đường cát, 50g đường còn lại một lát nữa thì mình sẽ đi làm nhân. Và dặn vào chút xíu muối trắng. Rồi mình cho vào đây là 200ml nước cốt lá dứa. Sau đó thì các bạn hòa tan ra nha. Tô bột năng và lá dứa thì mình cũng đã hòa tan xong rồi. Bây giờ các bạn đổ hết 200ml nước cốt dừa vào trong tô này. Vì cái phần nước cốt dừa lon nó sẽ hơi đặc một tí, nên là khi mình cho trước á, thì cái phần bột năng nó sẽ hơi khó tan. Thì các bạn có thể sử dụng cái phần nước cốt dừa lon Wonder Farm hoặc là mình sử dụng dừa trái cũng được nữa. Tuy nhiên thì cái phần dừa trái nó sẽ hơi nhiều dầu một chút. Nước cốt thì mình cũng đã cho vào xong hết. Thì bây giờ các bạn để tô bột này nghỉ tầm khoảng 10-15 phút. Tiếp theo thì mình đi nấu tới cái chỗ nhân đậu xanh, các bạn cho hết 100g đậu xanh này vào trong một cái chảo. Và trước khi làm thì các bạn cần ngâm tầm khoảng là 1 tiếng đồng hồ, sau đó thì rửa sạch. Như vậy thì mình nấu sẽ mau hơn. Rồi bây giờ mình cho nước vào. Các bạn cho xăm sắp cái mặt đậu là được. Rồi mình sẽ đặt lên trên bếp và nấu tới khi nào cái chỗ đậu xanh này chín mềm. Chảo nhân đậu xanh thì mình cũng đã nấu cho nó chín mềm ra hết rồi. Thì bây giờ mình cho hết cái số đường còn lại vào. Và dằn vô chút xíu muối nữa. Rồi bây giờ mình đảo tới khi nào mà cái phần đậu xanh này nó dẻo mịn lại là được nha. Chảo nhân đậu xanh xên một lúc thì cũng đã dẻo lại rồi. Và để cái phần nhân được thơm hơn thì mình cho vô đây là một ống đường thơm nha. Còn các bạn không có thì mình có thể bỏ qua. Cho vào xong thì mình trộn đều lại. Và các bạn lưu ý thì với cái phần nhân này mình sẽ không có xào cho nó khô quá. Cuối cùng thì cho vào đây là một ít dừa nạo sợi nè. Các bạn cho một ít thôi, còn một ít còn lại một lát nữa thì mình sẽ cho vô bột. Khi đã cho vô hết thì bây giờ mình đảo đều. Rồi các bạn tắt bếp. Để cho nhân nguội thì bắt đầu mình chia phần ra. Nhân đậu xanh để một lúc thì cũng đã nguội lại rồi. Khi nguội lại thì cái phần nhân này rất là dẻo nè các bạn. Thì mình lấy một cái lượng đậu xanh vừa đủ. Mình vo tròn lại. Sau đó thì ấn cho cái viên nhân này nó dẹp dẹp ra một chút. Như thế này là được rồi. Rồi các bạn cho qua bên đĩa. Nhân đậu xanh thì mình cũng đã chia ra thành những cái phần nhỏ rồi. Bây giờ mình để cái phần nhân này qua một bên. Và mình sẽ cho hết cái số dừa này vào trong cái tô bột. Dừa thì các bạn nên chọn những cái trái mà nó hơi mềm á. Thì như vậy mình ăn nó không có bị sảm. Cho vào xong mình đánh đều lên và chuẩn bị đem đi hấp luôn nha. Với công thức này thì rất là đơn giản, mình sẽ không cần lấy trùng. Nồi nước để hấp bánh mình chuẩn bị thì cũng đã sắp sôi rồi. Thì từ từ mình sẽ xếp khuôn mình cho vô. Ở đây mình hấp là khuôn bánh đăng nha các bạn. Sau khi đã cho khuôn vào trong nồi xong thì mình cho vô đây một bó lá dứa nhỏ. Để khi hấp thì sẽ ra được cái mùi thơm hơn. Khi đã xếp khuôn vào xong thì từ từ múc bột mình cho vô. Lớp bột ở dưới thì cho một ít thôi chứ mình không có cho nhiều. Thank you.
Bột thì mình cũng đã cho vào trong khuôn xong, thì bây giờ đậy nắp lại, mình hấp tầm khoảng là 3 phút. Nồi bánh thì cũng đã hấp được 3 phút rồi các bạn, cái màu xanh lá dứa rất là đẹp. Thì từ từ mình cho cái phần nhân đậu xanh vô. Khi đã cho nhân vào xong rồi thì tiếp tục mình lại múc cho thêm một cái lớp bột lên trên. Cho ngập cái phần nhân này là được rồi nha. Nhân khi đã cho vào xong á, thì tiếp tục mình lại đậy nắp và các bạn hấp thêm tầm khoảng là 5 phút nữa là bánh của mình sẽ chín hẳn. Nồi bánh sushi thì mình cũng đã hấp đủ thời gian rồi và khi hấp xong á, thì cái phần bánh của mình nó trông lại như thế này và cái màu xanh rất là đẹp luôn. Thì mình tắt bếp và chuẩn bị lấy bánh ra mình hấp cái mẻ khác. Mình xài đây là nước cốt dừa lon đó các bạn, nên là khi dở ra thì cái phần bánh của mình rất là thơm luôn nè. Bánh thì mình cũng đã hấp xong hết rồi các bạn, vì cái khuôn tròn mình chỉ có 10 cái thôi, nên là mình có hấp thêm một ít khuôn trái tim nè. Thì bây giờ mình để đây cho cái phần bánh này thì là nguội lại, thì mình lấy ra nó sẽ dễ hơn. Mâm bánh thì mình cũng đã để cho nó nguội rồi, và khi nguội lại thì cái phần bánh của mình rất là ráo luôn nè, và lấy ra lại dễ nữa. Mình sử dụng ở đây là một cái nĩa, các bạn chỉ cần cho vào trong cái hộp bánh lăng này là được. Vì ở đây mình sử dụng là khuôn nhựa nên là khi lấy bánh ra thì rất là dễ dàng. Và như vậy là mình đã lấy xong được một cái rồi, bánh rất là mướt và ngon luôn nha. Khi lấy xong thì mình cho qua bên đĩa và làm tương tự với cái thứ hai. Cái màu xanh của lá dứa rất là đẹp và nước cốt dừa thì lại thơm nữa. Bánh thì mình cũng đã lấy ra khỏi khuôn xong rồi, thì mình sử dụng ở đây là màng bọc thực phẩm nè. Thì các bạn chải ra, mình kéo dài ra, sau đó thì cho lên đây là một ít mè rang để cho cái bánh của mình nhìn đẹp mắt và ngon hơn đó. Và khi đã cho xong thì các bạn úp ngửa cái phần bánh này xuống nha. Bắt đầu mình sử dụng cái màng bọc thực phẩm này mình gói lại. Và khi đã gói xong rồi thì mình dùng kéo nè, mình cắt cho cái phần bánh này nó ra làm hai. Và mình kéo xuống như thế này. Mình gói vào cái màng bọc thực phẩm đó các bạn, cái bánh trông rất là bóng và ngon. Và để trong này thì bánh của mình rất là mềm và không có bị cứng nữa. Như vậy là mình đã xong được một cái rồi. Tương tự mình làm với cái thứ hai. Rồi mình sẽ làm tới khi nào mà hết cái chỗ bánh này thì thôi nha. Những cái bánh sushi thì mình cũng đã gói lại xong hết rồi. Mình gói bằng cái màng bọc thực phẩm nên là cái bánh của mình nhìn rất là trong và ngon. Màu xanh của lá dứa lại đẹp mắt nữa. Và cho đây một ít mè rang thì cái bánh càng thêm nổi bật hơn. Thì bây giờ mời mọi người cùng thưởng thức cái món bánh này với mình nha. Mở ra xem cái phần bên trong bánh nè. Bánh rất là ráo và dẻo nữa. Với công thức này thì cái phần bánh của mình các bạn, nó vừa có cái độ giòn ngon mà lại béo nước cốt dừa nữa. Nhân đậu xanh ở trong thì lại có những cái miếng dừa như thế này, ăn nó sẽ không có bị ngán. Phần bánh sushi này khi ăn vào thì cái phần da bánh ở ngoài rất là giòn ngon các bạn, độ ngọt vừa phải chứ không ngọt quá. Đậu xanh ở trong thì cũng vừa bùi bùi và lại có những cái sợi gân dừa nè, ăn giòn rất là ngon luôn. Màu xanh thì vô cùng đẹp mắt mà lại béo nữa. Và như vậy là mình cũng đã chia sẻ xong cái món bánh này rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại, và chúc các bạn thành công với món bánh này.